thị trường có một phiên giao dịch kết thúc chuỗi ngày điều chỉnh của midcap với các cổ phiếu đầu tư công, xây dựng bùng nổ tăng mạnh và các cái ngành phụ trợ đi theo ví dụ như nguyên vật liệu, thép, khoáng sản cũng đồng loạt bùng tăng theo. Thì đây là một phiên giao dịch như thế nào? Một phiên giao dịch kết thúc bốn phiên điều chỉnh của midcap. Đương nhiên sau khi nhóm này nó kết thúc thì sao? Nó tăng thì nhóm khác sẽ bắt đầu điều chỉnh nhẹ. Ví dụ như là ngân hàng cái con hôm nay có sự điều nhẹ nhẹ rồi thì những cái vấn đề này chúng ta sẽ nói như thế nào trong những cái buổi giao dịch cận tết này tuần sau là tuần đáo hàng phái sinh giao dịch gần như là rất là chán tuy ở đây anh chị có thể thấy với trần hhv trần lcg trần FCN trần, nhưng bao nhiêu người có hàng bao nhiêu anh chị ở đây có hàng hay là chúng ta đã bán chúng ta nghỉ Tết và bây giờ chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi xem nó tăng cơ hội còn ở đâu nữa thì hôm nay Khoa sẽ cùng với anh chị nhà tư chúng ta đi tìm hiểu cái vấn đề này đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào nước ngoài chắc chắn rồi nước ngoài vẫn mua rất là mạnh hôm nay mua tới 437 tỷ tự danh thì ở đây đã có số liệu chưa đã có số liệu ngày 10 tháng 1 luôn rồi là tự danh cũng mua rồng luôn tức là gần như các tổ chức lớn những cái dòng tiền lớn vẫn liên tục mua rồng mua rồng mua rồng trong khi nhỏ lẻ thì làm gì nhỏ lẻ thì hô hào bán nghỉ ăn tết bán ăn tết thôi qua tết tính à, qua tết tính bây giờ chơi cái gì nữa mà chơi đầu tư cái gì nữa mà đầu tư kết quả thì sao kết quả thì gần như là nước ngoài tự danh vẫn liên tục duy trì cái đà mua rồng đương nhiên tự danh anh chị phải nhớ là có một số ngày nó hổ hận nên nó hiển thị là màu đỏ nhưng thật ra là nó vẫn mua rồng trên diện rộng của thị trường chúng ta nha rồi thì những cái trạng thái này thì nhìn chung là, là tích cực tích cực gì tích cực cho những anh chị còn ở trên thị trường tích cực cho những anh chị còn giữ hàng còn những anh chị đã bán rút tiền ra hết thì theo quan đánh giá là chắc chắn là không tích cực rồi vì có khi năm sau khi mọi người trở lại mọi người phải là những người mua lại cái phần hàng mà những cái nước ngoài những cái tự doanh nó mua trước tết bây giờ anh chị thấy nó gom quá trời không thì ví dụ như qua tết âm nó kéo rất rất mạnh lên thì sao thì đương nhiên lúc đó anh chị mới bắt đầu nạp tiền vào anh chị bắt đầu phô mô vào thì đương nhiên là gì nó sẽ bắt đầu nó bán ra thì không? nó bắt đầu nó bán ra thì bây giờ người ta mua mình không mua heo mình đi nghỉ tết thì qua tết người ta kéo mình bắt đầu mua thì lúc đó người ta bán ra thì mình lại nhảy vào nha thường thường nó là như vậy cái trạng thái thị trường nó luôn luôn là nghịch lý nha luôn luôn là nghịch lý rồi thì đây là cái phần đầu tiên muốn điểm danh cho anh chị đầu tiên thì chúng ta chắc chắn phải nhìn vào cái ngành mà hôm nay hot nhất đó là gì đó là ngành xây dựng nha đó là ngành xây dựng là gì là vcg ví dụ đầu tiên là con vcg hôm nay tiền vào rất tốt phải không thì cái con này hôm nay chúng ta trong rơm cũng có lấy được con này luôn lệnh mua bán hôm nay VCG đây mua lúc 13 giờ vừa vào phiên luôn là con VCG chỉ tăng khoảng 4 có lúc nó rơi xuống 3 tức là lúc quan hô đó, nó có bị cái áp lực tê cộng tê cộng của cái cây này nè cái cây ngay đây anh chị có thể thấy cái cây này đây cái cây ngay đây cái cây màu vàng ngay đây đây anh chị có thể hai cái cây này thì đây là hàng tay cộng của cây đó về T 2.5 về thì buổi trưa nó có xìu nhẹ cái thì lúc nó xìu và đã xác nhận dòng tiền thì quán máy báo anh chị nhà tư là gì mua vào thì khi chúng ta mua vào một tí nữa gì một tí nữa khi nó kéo vượt giá 19 qua báo anh chị là gia tăng full vị thế và kết quả là gì VCG cần thậm chí là gì qua cũng có báo anh chị là có thể mua thêm đây buổi sáng là buổi sáng lúc 11 giờ 14 phút nên chị hơn 11 giờ 4 phút quan có báo anh chị là g36 ci cũng là hai cái con đầu tư công xây dựng trong danh mục mình á và cũng báo anh chị là mình hãy mua gia tăng thêm nếu hết 30 trăm thì ci ở đây anh chị có thể thấy cũng là một con hôm nay đã có bắt đầu tiền vào nhẹ nó tiền vào nhẹ thật ra cái con ci này anh chị phải lưu ý một điều là nó đánh ở cái khúc đầu hường nó sẽ hơi chậm hơi chậm giống như năm ngoái ở đây nếu anh chị nhìn kỹ lại cái đoạn hồi xưa lúc mà nó mới đánh lên thì anh chị thấy nè nó sẽ hơi chập ở lúc đầu nhưng mà khi nó bứt tốc nó chạy nó sẽ chạy rất là mạnh ở khúc sau nó thành ra đây là những cái trạng thái bình thường của cổ phiếu thôi có không có gì xấu cả đây là ce ví dụ như những anh chị mà bây giờ coi video anh chị thấy đầu tư công ngon anh chị chưa có hàng thì chị có thể canh con này được theo qua đánh giá anh chị có thể lựa chọn con ce ở khúc này quanh giá 13 x và hiện tại nó vẫn còn đúng 14 phải không thì ví dụ nếu có 13 hoặc là quanh 14 anh chị có thể canh nhặt nó quanh đây trước khi dòng tiền nó vào lớn khoảng 8 triệu 8 triệu thì nó có thể sẽ mất thời gian nó bò lên 15 nó test lại giờ nó bùng nổ lên thì chung cái con chậm hơn đôi khi nó lại chạy nhanh hơn ở khúc sau cái con này năm ngoái nó cũng giống vậy nha năm ngoái nó cũng giống vậy thôi thì những ai mà có hàng CE thì chúc mừng anh chị và anh chị có thể canh mua thêm khi nó bùng nổ còn những ai chưa có hàng thì có thể lựa con này anh chị nên né cái con này ra đó là con hòa bình tại sao lại nó nói anh chị là nên né cái con hòa bình này ra vì con hòa bình này là một cái con đang có vấn đề về nội bộ đây mình sẽ kéo xuống đây đây nè đây là gì đây là cuộc chiến nội bộ của cái con này những ai mà đầu tư trên thị trường đều sẽ biết vấn đề về nội bộ của cái con này nên sao nào qua, qua nói anh chị một điều là khi mình đầu tư thì mình né những cái con có vấn đề nội bộ ra Tại vì cái vấn đề nội bộ này nó sẽ dẫn đến cổ phiếu không đi giống như những cái con khác trên thị trường Đây anh chị có thể thấy Hà anh chị đi mua con CE Nó vẫn có xác sức nó tăng cao hơn cái con Hòa Bình Con rõ ràng các cổ phiếu khác như con CE Nó cũng đã lên tới khúc đây, nó đang tích lũy như đây và chuẩn bị nó tăng tiếp rồi Còn con Hòa Bình nó lại gậy xuống vì sao? Vì nó đang có vấn đề đấu đá nội bộ Nên chúng ta không nên gớ vào những con này nha Đó là cái ngành xây dựng, Quân muốn nói đầu video với anh chị con những

ví dụ ngày mai hả? ví dụ ngày mai chắc chắn anh chị sẽ không thể phô mô được rồi đừng có phô mô nó nhưng nếu nó có tích lũy lại quanh cái giá này khoảng 3 phiên tức là nó sẽ tích lũy lại dưới giá 20 đi nếu nó có tích lũy màu rung lắc một hai phiên gì đó thì chúng ta có thể mua gia tăng sau nếu nó có còn nếu nó không ra nó không rung lắc mà chạy luôn thì chúng ta chỉ bắt buộc giữ thôi và target là khoảng 25 26 cho anh chị nhà đầu tư đang có hàng nó và theo qua đánh giá cái ngành xây dựng này anh chị nên giữ tới qua tết âm luôn sẽ tốt hơn là anh chị bán trước tết âm tức là giữ hết từng sau luôn nha tại sao vì anh chỉ nhìn vào cái ngành này nó có cái đặc điểm thì bây giờ sẽ liên hệ với thị trường chung chúng ta đây có phải là cổ phiếu nó tăng lên không đây là cổ phiếu nó tăng lên sau đó nó có nhịp điều chỉnh xuống âm bao nhiêu phần trăm âm 21 phần trăm 22 phần trăm sau đó tăng lên lại đỉnh cũ phải không lên lại đỉnh cũ và gì và điều chỉnh tiếp tục nhịp này là bao nhiêu phần trăm là điều chỉnh 8,5% hơn một cây sàn rồi bùng nổ tiền vào tăng tiếp phải không? Đây là quả đang kẻ cái mô hình cho anh chị. Thì anh chị nhìn vào thị trường chung chúng ta đi. Nhìn vào thị trường chung là gì? Là VN Index. Đây anh chị nhìn vào VN Index đi. Đây có phải là tăng lên không? Sau đó rơi xuống không? Rơi bao nhiêu phần trăm rồi? Rơi 10% phải không? Rơi 10% sau đó tăng lên ngang ngang lại cái nền cũ và bắt đầu đi ngang. Đúng không? Bắt đầu đi ngang trên nền cũ vậy nó có giống giống thị trường chung chúng ta không? giống phải không tại vì sao tức là những cái con này những cái con này là những cái con mạnh hơn thị trường nó đã chỉnh hỏng dài rồi và thị trường chúng ta cũng đi ngang hỏng dài rồi phải không hôm nay thị trường có lúc nó đạp rất là mạnh trong phiên nhưng nó lại rút chân lên thì bây giờ đã có những cái con nó tăng trước tức là những cái con đã điều chỉnh cái khúc này theo thị trường chúng ta và đã bùng nổ đi lên trước thì sao thì xác sức thị trường đi lên sau và khi anh chị coi cái video của Quang hôm qua video hôm qua đây, video là điểm mua bùng nổ hôm qua và có nói 22 giờ trước nè, anh chị có coi cái video đó không? Thì khi trong cái video đó mà có nói với anh chị một cái điều là gì? Cái con VCG phiên hôm trước nó rơi 4,5%, phiên hôm sau nó chỉ rơi có 1%, nó tạo ra một cái mẫu nến khá là lạ ở đây. Ờ, cái mẫu nến khá là lạ ở đây. Thì hôm qua qua, qua có nhấn mạnh với anh chị nhà tư không? Thì anh chị coi lại cái con hoa sen hôm qua cũng có nói cái mô hình này cho anh chị nhà đầu tư coi. Đây, giống vậy không? Đây là cái cây gì âm 4%, phải không? Xong cây bữa sau âm thêm 1% nữa. Cái ai cũng nghĩ nó là nguy hiểm thì sáng hôm nay anh chị nhả ra và anh chị nhả ra xong rút chân nó tăng con này trong phiên nó âm gần bộ hơn bốn trăm mà kết quả nó đó đóng cửa vậy là anh chị biết bao nhiêu trăm không sáu phẩy bốn mươi ba phần trăm nó đã tăng được sáu phẩy bốn mươi ba phần trăm trong phiên hôm nay gần một cây trần vì anh chị bán ra mất hàng ngay đấy không ừ, hoặc là anh chị con có ghét đi không không có phải quan cũng nói với anh chị cái vấn đề tương tự không đây hôm qua nó âm ba phần trăm sau đó hôm nay nó âm thêm một phần trăm là bữa hôm qua hôm kia chứ đó không thì âm thêm 100 và hôm nay nó tăng 1,3 phần trăm thì anh chị đo từ cái cái râu này lên đây là bao nhiêu phần trăm là 5 phần trăm 5 1 phần trăm con này hôm nay nó tăng được nhiêu đó tức là gì tức là cái cổ phiếu trên thị trường đều có cái mô hình tương đối giống nhau là phiên hôm trước nó có hai cái cây này và phiên hôm sau nó bắt đầu nó bùng nổ đi lên lại rồi và đã có những con đầu tiên đi được thì những con phía sau cũng sẽ đi được tương tự giống như anh chị nhìn cái cây này đi cây này cũng âm năm phần trăm không anh chị thấy cái cây này cũng âm năm phần trăm sau đó sao sau đó âm tiếp khoảng hai phẩy mấy phần trăm tức là cũng không đáng kể với ông không đáng kể so với cây vừa trước giảm và bữa sau rút chân tăng lại rút chân tăng lại sau đó bùng bùng bùng, bùng tăng liên tục luôn thì bây giờ có thể chắc chắn là bùng, bùng bùng tăng liên tục không là có hoàn toàn nên cái đoạn thị trường này là gì là nghi ngờ anh chị nghi nó vẫn tăng. Đúng không anh chị càng nghi ngờ nó vẫn là tăng thôi. Rõ ràng là như vậy. Nó không rõ ràng là như vậy. Có bao nhiêu con đi ngược thị trường giảm liên tục trong giai đoạn này? Anh chị coi lại coi. Gần như chỉ có một hai con có vấn đề ví dụ như con hòa bình là có vấn đề nó giảm thậm chí nó muốn lục đáy luôn, phải không? Có lúc nó muốn lục cái đáy này luôn đó thì đây là những cái con có vấn đề thôi vì cái mặt nội bộ của nó thôi còn lại các cổ phiếu khác đều có trạng thái là gì là đi lên tích lũy thậm chí rủ và đi lên tích lũy đi lên tích lũy thậm chí anh chị nhìn con sale hôm nay đi con sale cũng tương tự luôn hôm qua còn có kẻ anh chị cái trend này anh chị thấy không thì sáng nay ai không biết đi bán sàn nữa nữa thấy không thì chị thấy là đi lên nè không rơi mạnh nè đi lên chỉnh xuống đi lên chỉnh xuống thì bây giờ lại chờ nó tăng lên tiếp có khi nó tích lũy đẹp nó lại bùng lên nó chạy tiếp năm 50 nữa thì sao phải không nó thành ra cái giai đoạn thị trường này là cái giai đoạn nghi ngờ nghi ngờ rất là nghi thì qua dẫn nói với anh chị nhà tư trong râm mình rất là nhiều ví dụ như hồi sáng này qua có chia sẻ với anh chị trong râm ở khúc ở trên đây nè khúc ở trên đây khúc ngay đây lúc khoảng 10 giờ 50 ha 10 giờ 50 thì qua có nói anh chị là gì tết đến rồi ai nơi nơi nhà nhà đều hô bán hô bán nghỉ đi thì trưa trưa thanh khoản thấp hấp nó ép anh chị nhả ra là đều rất là bình thường đây là một việc tốt phải không đây là một việc tốt chứ không hề là một việc xấu đây anh chị có thể coi buổi trưa hôm nay nó nó quét anh chị ra rất là kê rê nó ghê rơi về tận 1045 luôn đã cấm hẳn xuống luôn lúc đó các cổ phiếu gần như là gì hoa sen âm 4 phần âm 5 kết quả chiều rút chân hết trơn nhưng qua có đã liệt kê một số yếu tố và gần như thị trường chúng ta khó có thể gãy được đó gì yếu tố chính trị là một cái yếu tố mà nhạy cảm ở Việt Nam rõ ràng hai phó thủ tướng đã lên rồi còn gì nữa đâu phải không rồi yếu tố nước ngoài đi chỉ số đô la index là lũng đáy đúng không lũng đáy và trung quốc mở cửa là những cái yếu tố tốt và trong nước thì có fpt vinamilk vietcombank tích cực đúng không Như đây những cái con cổ phiếu anh chị thấy trên thị trường rồi thì đây có phải là thị trường chúng ta đâu có vấn đề gì xấu đâu mà chúng ta phải sợ hãi chúng ta cắt ra nguyên nhân vì sao chúng ta cắt vì chúng ta nói là nghỉ tết đó vì chúng ta quay lại cái ý ở trên là chạy nghỉ tết hết rồi đó thì bây giờ nghỉ tết nhưng anh chị nhìn rõ ràng là nước ngoài nó vẫn mua từ danh nó vẫn mua vậy thì chúng ta đúng hay nhỏ hay là gì hay là nước ngoài tổ chức nó đúng đó. đây là một cái ý mà có nói anh chị buổi trưa nay đó sau cái lần rung lắc nè sau cái lần rung lắc khoảng phút ở đây qua nói là CY vậy xì lên giá sạch tức là nó đỏ buổi sáng luôn thấy không cái con CY nè anh chị thấy quay lại con này nè buổi sáng nó nó dẫn giá đỏ ở đây mà kết quả đóng cửa xanh nè nó cũng tăng được bao nhiêu phần trăm đây mình đo thử nha nó cũng tăng được 5% trong phi gần 5% đó thì sao thì tức là nhỏ lẻ chúng ta sợ chúng ta bán ra chúng ta chạy và kết quả cổ phiếu đi lên thậm chí anh chị nói dầu khí nó nó, nó chậm nha anh chị nhìn có bếp là đóng cửa là 14.5 nhưng mà anh chị đo từ dưới đây đi kéo lên đây là nó đã tăng bao nhiêu được trong phiên hôm nay hai phẩy mấy phần trăm tức là gì tức là trong phiên nó nhúng mạnh xuống nó ép anh chị hàng cây này T0 T1 T2.5 ra Cái anh chị sợ anh chị thấy là cổ phiếu không tăng cổ phiếu quay đầu giảm nhẹ Cái anh chị bán hàng ra và anh chị bán ra xong sao xong. xong cổ phiếu rút chân Đúng không cổ phiếu rút chân thậm chí đóng cửa trên em 5 luôn đây con br ma em năm là 14.46 và đóng cửa là 14.5 không em 50 là nhiêu là 14.46 luôn tức là trùng với em 5 năm không rõ ràng vậy chúng ta bán chúng ta mất hàng rồi chứ gì nữa Đúng không và cái trạng thái này chúng ta nhìn vào con bbc đi cũng vậy luôn hôm trước anh chị thấy t0 nè T1 nè, T2 ra. Nó T2 cái anh chị chạy ở trên anh chị bán lên, anh chị dò giả cái bữa sau nó đậu lại. Cái bữa nãy là lại dạ đây anh chị thấy có phải là có mô hình nóng nến gì hơi hơi hao hao với mô hình. Morningstar hơi hơi, hao hao, Morning Morningstar và nó có thể là ngày mai nó lại lên chạy tiếp bình thường. Cái là chúng ta bán là chúng ta mất hàng và chúng ta đi mua con gì? Đó, bây giờ anh chị đi mua con gì? Trên thị trường này gần như là cứ nó cứ lên, cái nó tích lũy vài cây xong cái lại tăng tiếp, cái này tăng tiếp xong lại tích lũy vài cây lại tăng tiếp liên tục như vậy thì chúng ta rất khó có những cái điểm vào hà. Chúng ta có hàng, chúng ta đã lựa chọn được những ngành nghề thì chúng ta nên giữ và chúng ta chờ đợi là cái việc hợp lý hơn trong cái giai đoạn thị trường hiện tại nha. Yeah cái việc mà nói 13 15 phút nãy giờ là chủ yếu là để nói anh chị như vậy các cổ phiếu trên thị trường nhìn chung nó đều đẹp chứ nó đâu có xấu đâu không à, có thì có một số cái con nó hơi cao thì nó sẽ có những cái vận động ví dụ như là stb đi anh chị thấy là đi lên mạnh thì đương nhiên ở trên đỉnh nó sẽ có những cái pha rung lắc nhưng kết quả hôm nãy lại tăng tiếp không? kết quả hôm nãy lại lên 25 gần 25 rồi Đúng không rõ ràng là những cái con này càng mua nó càng đi lên càng đi lên nó càng đi lên nữa thì những cái con này trừ khi nó vi phạm thì anh chị cứ giữ bình hơn chứ đâu có việc gì, gì đâu phải không rõ ràng đây là những cổ phiếu mạnh thị trường gọi là việc banh đi hôm nay anh chị thấy nó bị bán quay đầu nhưng mà chẳng lẽ mình đi mua trên đây Phải không có nhiều anh chị nói nè nó bị bán quay đầu nè nhưng mà Trung quy nó vẫn tăng là thứ nhất thứ hai là gì thứ hai là nó đã rất cao mà anh chị đi mua trên đây là anh chị sai rồi nên đây một là người ta gồng lãi hai là người ta chốt lãi chứ không ai đi mua mới trên đây cả vì sao vì người ta đã cầm được ở những cái vùng khó chịu ở bên dưới đi lên thì đương nhiên những cái vùng khó chịu đó có phải là những cái vùng hiện tại của chúng ta đang đầu tư không không những cái vùng rất là khó chịu ví dụ anh chị nhìn qua con HAG đi có nhiều anh chị cũng chán con này lắm nhưng mà anh chị thấy rõ ràng hôm nay nó đạp lụng cái giá nhiều giá chính về tận 8,9 anh chị sợ anh chị bán ra rất là nhiều trong buổi sáng kết quả là gì có lúc nó kéo lại tới 9,2 7 luôn tức là nó giật lên lại ngay lập tức vừa đúng số nó giật lên hay những cái con này nó chưa có vi phạm cái gì cả thì chúng ta cứ kiên nhẫn chúng ta giữ nó vì sao vì nếu anh chị nhìn vào cái con HAG này nó có một cái điểm giống như thị trường đó gì là nó cũng rơi xuống hồi lên rơi xuống tạo hai đáy sau đó hồi lên và bắt đầu test lại đấy và test thành công chưa? Hôm nay test thành công luôn rồi. Thì nó giống như thị trường chúng ta không? Nó giống như thị trường chúng ta. Đây, cũng rơi xuống, hồi lên, đi qua được cái vùng gậy của thị trường và có nhịp nhúng nhúng nhẹ nhẹ. Thì ví dụ thị trường bùng lên cái, thì sao? Thì HAG lại chạy tiếp thôi. Tức là bây giờ mình bán ra mình đi lựa con gì? Và đây hôm qua anh chị thấy đây là cái cây âm 2,7%. Vậy thì hôm nay cây này là cây Doji, phải không? vậy nếu ngày mai nó tăng vượt qua 9.4 9.4 không qua wow, vượt qua 9.4 vậy đây là mô hình gì mô hình Morningstar vậy nếu hôm nay bán ra ngày mai dám mua lại không nó ngày mai dám mua lại không đó đó là những cái điều của muốn chia sẻ với anh chị nhà tư trong cái video hôm nay trong cái video phân tích thị trường hôm nay để anh chị chúng ta có cái góc nhìn về thị trường tránh cái tình trạng là gì chúng ta thấy cổ phiếu nó rung lắc buổi trưa chúng ta sợ sợ chúng ta bán ra nhưng chung quy hẩm gà anh chị thấy anh chị bán ra đa phần cổ phiếu nó có giảm thêm không nó chỉ mất có 2-3% hoặc là cao lắm là 5-7% với những cái con biên độ lớn như sale, như đất xanh, đó là bất động sản biên độ rất lớn, xong kết quả nó lại lên lại, kết quả nó lại lên lại, một hai phiên sau nó lại lên lại hòa cả làng và chúng ta đi mua con mới nó có tăng không? Nó đổ tăng đầu, phải không? Rồi chúng ta bắt đầu ngon men chúng ta bán ra ví dụ con phô đi, chúng ta mong men chúng ta đi bán ra phải không bán ra hôm nay chúng ta chạy hôm trước chúng ta đua lệnh cây này t0 nè t1 t2.5 hàng về chúng ta chạy ra chúng ta chạy đã sao rút chân đóng cửa xanh điểm vào cái ngày mai tăng lại hôm nay chúng ta thấy đầu tư công đang tăng ngon quá chúng ta bán hết hàng chúng ta nhảy qua chúng ta phô mô đầu tư công và chúng ta phô mô xong sao phô mô xong cái cổ phiếu rút chân ngày mai cổ phiếu này chạy đầu tư công mai chỉnh ngày mai đi ngang hàm chiếu tại vì đầu tư công hôm nay nó trần là giống vậy giống vậy là cây trần sau đó nó sẽ bắt đầu thiết dịch ví dụ vậy đi và các anh chị lại mua anh chị lại bị hớ tiếp tục lại hớ tiếp tục nữa nó thành ra giai đoạn này thì quan không khuyến khích việc là nhảy qua nhảy lại qua có nói với anh chị nhà tư cái gì giai đoạn này thị trường nó tương đối ổn định và nó tương đối rất là ổn định do không có nhiều yếu tố gì cả nó cứ bò bò lên thôi thì những anh chị mà cần cơ cấu hoặc là giữ nhiều mạo quá anh chị sao anh chị hãy bắt đầu cơ cấu ở trong những cái phiên này tức là những cái phiên ổn định này là gì ví dụ như mình giữ 10 mã thì mình hãy bắt đầu bán bớt 5 mã và mình nghiên cứu mình dồn tiền vào 5 mã còn lại hoặc để tiền mua gia tăng 5 cái mã còn lại trong danh mục hay là danh mục mình đang giữ trong một ngành ví dụ ba cổ phiếu trong một ngành bất động sản thì mình hãy nghiên cứu mình bỏ bớt bất động sản mình lựa những cái ngành khác đúng không? đây là những cái giai đoạn anh chị cơ cấu anh chị chờ cổ sống chờ cổ sống chờ tăng ví dụ như vcg hhv Đúng không? Tức là gì? Tức là những cái con này trong giai đoạn này nó rất là ổn định, phải không? Rất là ổn định thì mình có thể nghiên cứu mình lựa 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 đâu đó. Nó, nó rất là dễ. Còn bây giờ mình không làm trong giai đoạn này, cái bắt đầu nó bắt đầu nó bùng lên nó tăng giống như vậy hết. Rồi anh chị mua kịp không? Đúng không. Và gì? Và giữ nhiều quá cũng bắt đầu lưỡng lự. Qua là giữ một ngành, người ta tăng hết trơn mình đâu tăng, đúng không? Như như quan giữ cổ phiếu thì dịch chung là ngày nào qua cũng có cổ phiếu tăng. Đúng không? Hiếm có khi nào không có cổ phiếu tăng lắm. À, đây là những cái gì? Qua muốn nói với anh chị nhà tư ở cái phần đầu video nha phần đầu video tiếp tục thì mình sẽ phân tích sơ một số cổ phiếu trên thị trường và trong danh mục mình đang nắm giữ nha những cổ phiếu trong danh mục nắm giữ thì đầu tiên đó là mình sẽ nói về nhóm ngân hàng ctg hôm nay con này bị đè atc không atc nó bị đè cái một khối lượng tương đối lớn ra bị đè bán hẳn xuống lâu thì cái con ctg này thì chúng ta sẽ quan sát nó quanh cái giá 28.4 28.4 hoặc là giá như hoặc là giá 27.5 nếu mà nó lụng hai cái giá này một trong hai giá này chúng ta sẽ xem xét hạ bớt còn nếu mà nó vẫn ngày mai nếu mà nó đậu đậu lại đây ngày mốt nó tăng lên chuyện bình thường tại vì cái con này nó có cái vấn đề anh chị phải hiểu á không mình không thể quá 25 tại sao một phiên tăng hai phiên tăng phiên này đứng yên ba phiên tăng bốn phiên tăng năm phiên tăng phiên này đứng yên sáu phiên tăng bảy phiên tăng rồi tăng liên tục liên tục luôn phải không 7 phiên chỉ có hai phiên nghỉ là chín phiên chín phiên chỉ có hai phiên nghỉ còn lại là tăng liên tục thì việc ở đây nó có những cái đoạn rung lắc là chuyện bình thường chứ không có gì xấu cả lưu ý nha không có gì xấu cả đến cái con liên việt ở bên đây nè anh chị thấy nè khi tăng lên nè nó cũng có những cái nhịp nó bán ngược xong nó gì bữa trước nó trần nè bữa sau nó vẫn bị bán ngược xong nó sẽ tích lũy lại rồi nó tăng tiếp nó thành ra cái trạng thái mà này thì rất là bình thường không có gì cả không có gì xấu cả lưu ý nha ngân hàng nó đã tăng lên nó đỡ liên tục rồi thì bây giờ những cái con khác lên thì đương nhiên ngân hàng nó phải suy yếu một tí là chuyện bình thường mời b mời b với những anh chị mà còn hàng con này á thì chị lưu ý là gì nó vượt qua cái giá là 18.5 anh chị có thể nghiên cứu mua full vị thế hoặc mua thêm hàng cover thêm hàng nữa ta lên 21 22 thì đây là những cái con ngân hàng trong danh mục con có Techcombank luôn sẵn có nói luôn thì con Techcombank này là giá nhiêu cái giá quan kẻ hôm qua vẫn còn nè. 28.5 bước qua được thì anh chị hãy mua vào hiệp nha đây là ba cái con ngân hàng trong danh mục mà những anh chị có những chị còn kẹt có anh chị còn đang gồng hoặc là có anh chị là đang muốn mua thì qua sẽ giới thiệu ba con này cho anh chị thôi thì sao ưu tiên là ưu tiên Techcombank và MBB nếu muốn mua mới nha nếu muốn mua mới còn mua CTG thì qua đánh giá là CTG không thích hợp để mua do nó hơi cao nha dù mình có phân tích đẹp cỡ nào đẹp lỡ mà nó dọng nguyên cây sàn thì không có toàn à, cũng toàn hay bà luôn rồi nên thành ra là không mua CTG mới chỉ ưu tiên cho những anh chị gì những anh chị mà muốn mua ngân hàng mới thì hãy lựa Techcombank hoặc MBB con nào cũng được nha rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói tới nhóm gì nhóm hép thì chúng ta có hoa sen hoa sen hôm nay anh chị đã mua thêm rồi phải không hôm nay anh chị mua thêm hôm qua anh chị cũng có mua thì nhìn chung là ở đây qua có nói anh chị ở trong phiên nè là anh chị có thể canh gom hôm sáng nó qua cũng có nói lại một lần nữa là anh chị có thể dễ screen xong kế tiếp rồi phải không anh chị muốn kê nhặt thêm hay không tùy không, cái lúc này là 10 giờ 50 tức là qua dẫn khuyến khích anh chị mua chứ qua không khuyến khích anh chị đi bán thì sao thì cái con ha con hoa sen này anh chị lưu ý cái giá 13.3 nếu ngày mai nó bùng nổ vượt 13.3 tiền nó vào khoảng 25 triệu thì anh chị có thể mua hiệp mua thêm hoặc mua mới cũng được nhưng mà mua mới chắc chắn là không ngon tại vì người ta đã tăng quá trời rồi mình mới đi mua lại muộn rồi phải không thì vượt qua đây thì đương nhiên là ta là khoảng 18 19 như cũ anh chị có hàng thì chị tiếp tục giữ nha lưu ý nha rồi tiếp tục mình nói tới gì tới đây là hát đây là quả đang phân tích những cái con trong danh mục nha thì con này nhìn chung thì vẫn đang đi lên đi lên chỉnh 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 đi lên chỉnh 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 đi lên chỉnh 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 thì con này anh chị có thể mua thêm khi nó vượt qua giá 7 chấm 25 Bước qua 7.25 tiếp tục mua mới target là 9 tới 10 TVN Con này thì vẫn như cũ là 5.5 Khi nào nó vượt qua thì mua Tại vì con này nó hơi bỏ cục Nên anh chị nào muốn mua con này thì qua không khuyến khích là mua mới Qua chị khuyến khích là anh chị có hàng Anh chị mua trung bình giá hoặc là anh chị mua tay không thôi Những anh chị có nhiều anh chị thì thích cầm những cái con như thế này Benny thì đây 5.5 là cái điểm anh chị mua target là lên 7 nha Rồi đó là ngành thép Tại vì thép nó được hưởng lợi chính từ đầu tư công nha Đầu tư công thì nãy VCG hay là gì? Hay là G36 đó không G36 còn chưa phân tích thì bây giờ sẽ phân tích Lẽo hai con kêu qua đã phân tích ở đầu video rồi Thì G36 qua có kêu anh chị mình mua thêm ở trong buổi trưa rồi Đây G36 qua à, nói anh chị mua rồi Thế không thì anh chị đã hôm bữa hôm video hôm trước video nào video mà bữa hôm trước đó 22 giờ trước mà cũng có nói anh chị là gì nói anh chị là có thể canh mua g36 khi nó nhúng nó test lại đây đây có phải mô hình không đây nè đây là cái gì đây là cái mô hình này là cái mô hình quạt phải không test lại test lại kênh giá test xong đánh lên nó test xong rất là chuẩn mô hình luôn đây anh chị nhìn lại cái mô hình này đi đây nên chị thấy đánh lên đi trong cái kênh giá giảm test lại trend bùng lên thì đây g36 có phải đánh y hệt gì không đánh lên test 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 xong bùng lên Ừ, bao nhiêu anh chị bán mất hàng thì bây giờ bùng lên như thế này thì anh chị giữ với target là 90 trên đây nhìn vậy thôi chứ từ ở cái giá dưới đây mà anh chị mua bữa hôm qua lên tới đây là bao nhiêu phần trăm là 55 phần trăm tiền lời đó nha nó hình ra anh chị có hàng thì chị tiếp tục giữ với g36 những cái con này đâu có việc gì đâu và hồi xưa nó dơ về hai anh chị đi cắt lỗ ở đây bây giờ anh chị đã bắt bao nhiêu tiền anh chị đã lỗ gấp 3 lần rồi phải không rồi tiếp tục đó là ngành xây dựng tiếp ta, tiếp tục chúng ta nói tới gì ngành chứng khoán chứng khoán thì các cổ phiếu trong danh mục chúng ta đầu tiên là con VND. thật ra con này qua đã kêu bán hôm đó rồi nhưng mà có một số anh chị vẫn còn giữ thì qua vẫn phân tích lại thôi. Anh chị có thể lưu ý giá 15. nếu mà VND vượt 15 thì anh chị có thể mua thêm. Target ngắn thì nó cũng lên được 16.5. 16.5 thì lên trên đây có thể nó sẽ test lại trước khi đánh dòng mới. khối lượng vào khoảng 20 triệu. nha VND. ở đây nó cũng đang hình thành cái hộp đa vát nè. thì khi nó bước qua cái hộp đa vát giá 15.5 thì mình mua thêm. cắt thì khi nào lỗng 14. nha lỗ 14. tiếp tục ở ở đất thì cũng tương tự thôi đang hình thành một cái trend ở đây chị thấy cái trend này nó rất là chuẩn nó đánh rất là khớp thì đây con này chỉ cần xác nhận vượt qua khoảng 9.3 9.3 là anh chị có thể canh mua thêm khối lượng cỡ 30 triệu thì target con này trước mắt là nó sẽ test lại giá cỡ 10.5 nếu nó test 10.5 nó đi ngang vài phiên đẹp thì nó lên 13 14 là chuyện bình thường nhìn chung chứng đánh một cái là nó đánh hết và khi thị trường chúng ta tăng thành công chứng kiểu gì cũng lên vì sao vì thanh khoản là cái quan trọng nhất của chứng khoán và cổ phiếu chứng khoán có lời từ đâu có lời từ thanh khoản phải không thì đương nhiên thị trường tăng thì kiểu gì cổ phiếu chứng cũng tăng lựa con nào cũng ăn lưu ý nha rồi tiếp tục là gì tiếp tục là ORS. Order. hôm nay cũng rút chân test hai đấy test ở đây nhìn chung là con ORS, anh chị lưu ý giá nhiều giá 9.1 nha Bước qua 9.1 thì có thể mở mua hiệp Target là lên lại cái nền cũ ở trên đây là giá 10.6 Nhìn chung là thì chứng tăng là tăng hết thôi Khối lượng ở đây đã rất là kiệt quệ Gần như không còn người giao dịch chỉ chờ ngành chứng đánh là nó đánh Thì đây là khối lượng cỡ 3 tới 4 triệu nha yeah. Rồi tiếp tục mình nói tới gì Pitch Pitch hôm nay cũng rút chân hả? Gần như con Pitch anh chị thấy những cái phiên gần đây nó đâu có giao dịch cái biên độ lớn đâu biên độ nó rất nhỏ nhưng chúng ta cảm giác như nó toan tới nơi, không nó toan tới nơi rồi thì hôm nay rút chân rồi, thì con này ngày mai nếu nó đánh vượt qua khoảng giá 7.25, 7.25 anh chị có thể mở mua mới hoặc mua gia tăng đều được target là, là lại giá nhiều giá chính, không là lại giá chính bình thường thôi, T nhìn chung là đã còn cái gì nữa đâu anh chị thấy rõ ràng cũng test được rồi nè, không, anh chị thấy rõ ràng nó đã test được cái trend ba đáy tăng dần cái tên trên ba đáy tăng dần này qua đã nói với anh chị trong những cái video trước rồi thì video này của anh chị nói lại thôi ba đáy tăng dần và ba đáy tăng dần này thật ra nó đã có ở đâu nó đã có con bất động sản cũng đéo rồi nè rồi con gì con hoa sen nè con hoa sen chị kẻ kỹ có đây có phải là trên ba đáy tăng dần không một hai ba hơn ba đáy tăng dần nó chạm là nó tăng lại thôi hay là con vcg đi Đúng không vcg đi nếu anh chị kẻ cái trên này đi không? nó cũng chạm nó test lại trên cái nó tăng lại hết trơn ha đâu có gì xấu đâu nha rồi tiếp tục hôm nay qua có kêu anh chị mua hôm mới một con đó là con gì con VCI tại sao lại uh, tư vấn chị mua con này vì sao vì con này nó có mô hình tương tự như những con khác và là tương tự thị trường là rơi xuống nè hồi lên test nhẹ xong đi lên và tạo cái nền đi nghe và cái nền này nó như thế nào nó đã có cái nhịp test cung trong phiên hôm nay khi âm từ cái giá tham chiếu phiên hôm trước ngay đây âm xuống đây là bao nhiêu phần trăm âm 2,5 phần trăm và đóng cửa rút chân lên xanh thì nó tương ứng với việc là nó có vẻ là khoảng 80% nó đã hấp thụ được nhà đầu tư bên đây sợ cắt ra nó tương tự cái con VCG hồi nãy còn có kẻ anh chị nó phải rơi xuống hồi lên không test nhẹ cái đi lên và hấp thụ ngay đây và bây giờ đánh trần không giống nhau không thì cái con VCI này giống y hạch vậy luôn thì con VCI anh chị có thể mua gia tăng thêm khi nó vượt 26.8 hoặc là 27 luôn càng tốt thì nó sẽ xác nhận có thể chạy lên 35 36 tuấn địch trên đây với khối lượng vào cỡ 10 triệu nha Đây là ngành chứng nhìn chung chứng quan khuyến khích anh chị có một cổ phiếu tại vì mình đã cược thị trường tăng trực thị trường ok trực thị trường tăng mọi thứ đều ổn hay nên có cổ phiếu chứng trong danh mục nha rồi tiếp tục <laughs> mình nói tới gì mình nói tới cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí nha đầu tiên là gì đầu tiên là bet rồi thì nhìn chung là test xong rồi hết test xong rồi thì anh chị lưu ý giá 15 thôi bước qua 15 có dòng tiền vào khoảng 15 triệu hôm nay là hàng tây cộng về hấp thụ tây không tây một tây hai không gần như cái cây này mà hôm nay anh chị mà đi bán vội á buổi sáng anh chị sợ anh chị bán ra cái cây này nè cái cây mà tiền vào ở đây nè anh chị sợ anh chị bán vội ra là anh chị lỗ hết trơn không anh chị phải cắt lỗ hết và khi anh chị cắt lỗ xong đóng cửa hôm nay là gần như là gì đóng cửa hòa vốn của cái cây này đóng cửa hòa vốn vậy tức là những ai giữ thì người hòa còn những ai bán là lỗ phải không thì con này bây giờ nếu xác nhận vượt qua 15 thì nó sẽ nói cái điều gì nó nói là toàn bộ những cái anh mua cây này nè đã bị rủ ra hôm nay mất hàng và tôi kéo vượt qua 15 là tôi chạy bằng bằng tức là mấy anh đã lỡ con tàu chạy <laughs> trong, trong con sống mới lên giá nhiều giá 19 20 ở trên đây test lại cái vùng nền ở đây hoặc là 18 19 gì đó nó thành ra cái con này giá 15 rất quan trọng với khối lượng vào tiếp tục thêm một cây nữa thì càng tốt 15 tới 20 triệu nữa thì càng tốt những anh chị giữ con giữ beta thì lưu ý cái vấn đề này ôi ôi thì tương tự thôi hôm nay thậm chí đó đóng cửa hàm chiếu nó đủ giảm đâu tức là cái cây này hàng về phải không cây này cũng là cây tiền vào của ông ơi, tương tự có bé là cây này hàng về của cái cây này phải không thì hàng về bán lỗ bán lỗ xong đóng cửa hàm chiếu thì tương tự nó bước qua được cái giá 8.7 thì nó cũng sẽ lưu lưu tất cả những anh chị đã bán mất hàng trong phiên hôm nay và vượt luôn cái đỉnh ngay đây thì ta ghét lên là khoảng giá như giá 10.5 thì từ cái đoạn này lên 10.5 là bao nhiêu khoảng bao nhiêu phần trăm là khoảng 21% thì lúc đó anh chị có thể mua gia tăng khi vượt 8.7 rồi tiếp tục là gì? Tiếp tục là BVD. Cái con này thì quả không khuyến khích là anh chị mua mới, anh chị có hàng thì anh chị giữ là tốt rồi. Đó, cái con này đang hình thành thêm một ba cái đỉnh nhỏ ở đây thì nếu nó đánh vượt qua được cái giá 19.5. Thật ra thì quả không nghĩ là cần phải đó là nếu nó vượt, chỉ cần dầu đánh thôi là nó sẽ chạy lên được cỡ 22. Thì chị có hàng thì chị tiếp tục giữ thôi. Chứ trên đây thì quả nghĩ là nó cứ bò bò vậy thì có giữ chứ gì đâu. Mới thì nó không an toàn nhưng mà giữ thì được. BVS con này hôm nay đóng cửa hàm chiếu không? Hôm nay cũng rung rủ rất là kinh, thậm chí rung xuống đây. Không, rung xuống tới đây từ đây xuống đây là bao nhiêu trong? 5,7 mấy phần trăm, không? Rung rất là kinh. không? Có phút rung phiền nhúng được ra những khúc như này thì nhìn chung là con này chỉ cứ lưu ý cái giá nhiêu? Cái giá khoảng 26, 23.6, 23.7 bùng lên vượt qua có khối lượng vào khoảng 10 15 triệu. Thì dầu sẽ xác nhận sóng mới ít nhất cũng khoảng được cỡ 29 tới 30. Còn bây giờ anh chị cứ giữ thôi, siết càng chặt thì tăng càng mạnh thôi. BBC BBC hôm nay cũng trở lên rồi thì anh chị lưu ý ví dụ anh chị mà muốn mua thêm nữa anh chị muốn mua thêm nữa anh chị coi giá 14.5 mới mất 14.5 tiền nữa tiếp tục vào và BBC thường hừng á anh chị để ý nha nó mà gướng gướng mà nó lên được cả 5 mà ở đầu đậu đó lâu lâu á nó chị đỡ đỡ rất là chặt đó nha nó sẽ nổ trần trong phiên thì con ở đây quan nghĩ xác sức là nó là anh chạy lên được giá 19 tới 20 anh chị có hai canh bán ra nó trên đây nha rồi tiếp tục <laughs> đó là dầu khí mình coi con BLX đi đây là con leader đây là tăng mạnh cây nè chỉnh 1, 2, 3 trần ha. cái cây phân qua nó hồi lên nó cũng đâu có hồi vượt đâu nhưng mà bữa sau lại đánh mạnh không đây không có thật đâu không có trần nhưng mà đánh vượt đỉnh đó những anh chị mà có hàng chị cứ giữ bình thường thôi và con bê lĩnh nó sắp về lại cái nền trên đây luôn rồi đó đây anh chị có hàng anh chị cứ giữ nha rồi tiếp tục chúng ta nhìn tới con gì ngành điện thì chúng ta chỉ có một con ghét thôi một con ghét thôi thì con ghét hồi nãy không có nói anh chị anh chị cái gì thì chung là dẫn như cũ thôi là giá 13.5 khi nào bước qua 13.5 mình mua thêm nữa đó, chứ không có gì cả rồi ở đây thì chúng ta tới cái ngành gì kế tiếp. Hóa chất thì chúng ta có A, anh Thì chị vẫn lưu ý là giá 7.3 thôi. Và những cái phiên này nó tương tự cái câu CI đó. Sau khi tăng mạnh cây này, nó hấp thụ nó tạo cái hộp đa vát. Thì gần như cái hộp này biên độ không lớn. Nhưng chỉ cần chúng ta chán, chúng ta bán ra và nó vượt qua giá 7.3. Là nó bùng nổ, nó chạy lên lại giá 8 ngay. 8.0 ngay. Nó thành ra anh chị có hàng quan nghị cứ giữ và vượt qua giá 7.3 thì mình mua gia tăng. Nha, vượt qua 7.3 thì cứ mua gia tăng thôi chứ không có vấn đề xấu cả. Rồi Tiếp tục chúng ta nói tới những ngành kỳ việc, kế tiếp đó là ngành bất động sản Đầu tiên là sale Sale thì nhìn chung đó là anh chị đã mua rồi Nếu anh chị muốn mua thêm thì anh chị canh giá 21.5 thì có thể mua thêm nha 21.5 bước qua 21.5 là sẽ xác nhận tiếp thôi Ít nhất chắc cũng lên được 25 26 thì cạnh bán ra DG DG cũng là ba đáy nên anh chị thấy không đóng cửa vừa khớp luôn ba đấy à, đóng cửa vừa khắp ba đáy thì đây đây gần chị có thể canh giá 14 bước qua 14 được thì target là khoảng giá 19 à, 14 còn đây thì quan nghĩ là không có gãy đâu đất xanh hôm qua cũng đánh thấy ghê à, hôm qua đánh thấy ghê hôm nay lại đỡ lại được đỡ được ba đáy thì đây đất xanh anh chị lưu ý giá nhiều giá 13.3 bước qua được 13.3 anh chị có thể canh mua thêm hoặc mua mới cũng được vậy, với target ít nhất là lên được giá 16 16 có thể sẽ có test lại 16 có thể sẽ có test lại trước khi vòng mới nhìn chung là ở đây là những cái đoạn nên canh mua chứ không phải canh bán hết là cái đoạn đá đất xanh này nè anh chị nhìn lại câu city ở đây giúp quan nha CTG ở đâu mình đánh nó mình rất thích coi quá khứ nha đây anh chị thấy không bào cho anh chị nghe nào anh chị tức, tức muốn ọc máu xong nó tăng liên tục liên tục liên tục và khi anh chị đã từ bỏ khỏi cổ phiếu nó sẽ chắc sức nó giật lên rất cao thì anh chị lưu ý giá 13.5 sẽ là cái giá xác nhận của anh chị nhà tư nha rồi tiếp tục TCH. Con này vẫn giữ được ba đáy nè anh chị thấy không? Anh chị thấy cái lý hiết ba đáy này rất là chuẩn không? Không có sai miếng nào đâu. Thì con con TCH này anh chị lưu ý giá 7.25 nha. Bước qua được thì có thể mua thêm target là lên lại giá 8. EGC, hôm nay qua đã nói mua EGC rồi. Nếu anh chị muốn mua thêm thì sao? Ở đây nó đã có mẫu hình rồi nè anh chị thấy không? Ba cái nến này, phải không? Thì bây giờ anh chị muốn mua him nữa thì giá xác nhận là giá 13.5. Bước 13.4 chứ bước qua thì ta ghét lên là giá 15 thì có thể canh chốt ra chung là mấy con này bình thường không có gì xấu cả VHG ở đây thì vẫn là đóng cửa đi ngang thôi chờ thị trường đánh ổn định mạnh thì con này nó chạy lên lại giá 3.3 nên chị ở đây anh chị muốn mua thì chị cứ mua thôi chứ không có vấn đề gì rồi đó là ngành bất động sản chúng ta nói tới cổ phiếu còn lại trong danh mục đầu tiên là TTF con này thì đang test lại cái trend test thành công rồi phải không? Thì anh chị có thể canh nhặt thêm ở đây nếu hết. Hoặc là anh chị chờ xác nhận vượt qua cái giá nhiều cái giá 4.3 thì mua hiệp. Target là, là lại giá nhiều, giá 5. Tiếp tục chúng ta nói tới cổ phiếu gì kế tiếp HAH. Con này cũng đánh mạnh sau đó test mấy phiên thì con này anh chị có thể mua hiệp khi nó vượt qua giá 35. Vượt qua 35 có thể mua hiệp. nha, 35. Thì target là nhiều target ít nhất là lên được 38. Hoặc là anh chị có thể mua khi nó vượt qua cái giá ngay đây là giá 34 cũng được 35 hoặc 34 tùy có thể mua hình một lần ta ghét là lại định cụ nếu thị trường chúng ta bình thường thì những cái con này đánh lên là bình thường thôi rồi cuối cùng là HAG HAG này hình chị muốn mua hình chị lưu ý cái giá 945 tại sao hôm đó có nói là 965 thì 945 cũng được vì chấm mươi nó sẽ vô tình là thứ nhất nó sẽ bước qua được cái trend giảm ngay đây và thứ hai là nó sẽ bước qua được cái cây nến này nè cái cây này thì khi nó qua được cái cây này nó sẽ xác nhận những anh chị T0 T1 và ngày mai là gì ngày mai là T2.5 của cây này hàng về nếu T2.5 hàng về đánh vượt lên lại thì con này sẽ bước vào sóng mới chạy lên dọc à, lưu ý nha nên nếu muốn mua thì hãy mua cái điểm ngay đó rồi thì đó là phần video phân tích hôm nay thì nhìn chung thị trường chúng ta ở đây nói thật là thị trường cũng chưa bùng nổ và thật là thị trường chúng ta vẫn chưa bùng nổ vượt qua 1065 năm. 1065 năm. đây nếu thị trường chúng ta xác nhận bùng nổ thì các cổ phiếu đều bùng lên hết nhưng hôm nay thị trường chúng ta đã có ngành đã chỉnh hẳn dài 4 năm phiên đó là ngành xây dựng đầu tư công đã lên rồi thép cũng đã lên rồi bất động sản cũng đã lên nhẹ rồi thì thị trường xu thế chung thì qua nghĩ vẫn là đi lên trong sự nghi ngờ của anh chị nhà tư chúng ta thôi càng nghi nó càng tăng vì chúng ta đâu có dám mua đâu chúng ta chỉ có nói là gì nghỉ ăn tết thôi anh em ơi nghỉ ăn tết chơi cái gì tầm này nữa thì bây giờ mình kể cái trend này đi cũng là ba đấy luôn không? cũng là ba đấy chạm trên sau rút chân và bao nhiêu người đã bán mất hàng trong buổi trưa hôm nay lúc 11 giờ 05 khi thị trường rung lắc nhúng về Tết ở thấp dưới đây không, hôm nay có một số chị cũng bảo với em là bán mất hàng rồi chiều không nổi bán nghỉ ăn tết giờ thấy là bán xong chiều rút chân kéo lên coi như là không còn gì cả gồng đã coi tới lúc mà nó chuẩn bị kéo thì mình lại đi nhả ra hết để mình ăn tết thì đây là một cái vấn đề đó. Nhìn chung là chấp nhận phải chấp nhận trên thị trường này thôi Thị trường mà nó luôn luôn có những cái thủ thuật tâm lý để nó đánh vào tâm lý chúng ta Rồi thì video hôm nay tới đây là kết thúc Xin chào anh chị nhà tư Chúc anh chị buổi tối vui vẻ Anh chị có vấn đề cần hỗ trợ tư vấn danh mục tư vấn cổ phiếu Hoặc là cần vào rơm của quang để nhận các tư vấn hỗ trợ chứng khoán Thì anh chị có thể nhắn tin với số điện thoại zalo trên màn hình Xin chào anh chị nhà tư